Hello cả nhà, hôm nay bé Thị ăn bánh bánh tráng cuốn cả nhà ơi. Bây giờ sạc phải làm sao ta? Đây. Mình đang cuốn nha cả nhà. Mình cuốn xong rồi mình ăn. Tuần 2 tuần vậy đó tự nhiên mình thèm ăn ăn cuốn gì á cả nhà. Một tuần 2 tuần là mình thèm ăn cuốn, mình cho một chút nước cả nhà cho nó dịu đó, cho nó dịu xong mình cuốn rau ăn không cô gái? Ngon nhất cái nách luôn, ngon nhất cái nách luôn. Rồi có được cái thèm ăn mắm nêm. Thèm ăn mắm nêm quá trời luôn. Giờ hết thèm ăn mắm nêm, giờ thèm ăn mắm nước. Rồi. Bây giờ mình xam rồi, bây giờ mình ăn nè cả nhà. Mình ngồi dưới bếp mình ăn cho nó mót. Cả nhà thấy chưa? Đây mình cuốn 6 cuốn. Mình cuốn 6 cuốn, 5 cuốn ở trong cái dĩa nè. Đó, cuốn này là cuốn thứ 6 nè. Mình muốn siêu to siêu khổng lồ nữa mà không biết được cái sao. Rồi bây giờ trước khi mình ăn mình kiếm cái đũa. À không còn ớt. Đây cả nhà coi nè, ngang ớt là phải như gì nè, nó mới nhức cái nắp nè. Đó. Rồi trước khi ăn mời cả nhà ăn nha. Ngon không? Chơi không cả nhà? Ngon. Lâu lâu đổi món ăn thì ngon cả nhà. Mắm phải thiệt cay. Ngon quá. Có mũi. Một cuốn là một trái ớt. Năm cuốn là năm trái ớt. Ô đã quá. Ngon. Ơi là ngon. Cuốn thứ hai cả nhà. Mình ăn tối đa là 5 cuốn. Ăn thiệt cay, uống trà tim sen. Hầm 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 hầm. Đúng ngon. Ngon. Ngon quá. Cuốn thứ ba. Cuốn thứ ba nữa nha. Ô đã quá. Ngon.